Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quân đội nước này đã tiêu diệt một trung đội thiết giáp của Ukraine ở khu vực Donetsk. Theo bộ này, 3 xe tăng Leopard 2A6 của Ukraine đang chuẩn bị tấn công vào các vị trí của quân đội Nga thì bị trinh sát trên không phát hiện. Lực lượng Nga kịp thời ngăn chặn bằng vũ khí có độ chính xác cao. Nga không tiết lộ chi tiết về loại vũ khí được sử dụng cho cuộc tấn công. Tuy nhiên, quan sát từ đoạn video, các nhà phân tích chỉ ra rằng những chiếc Leopard đã bị phá hủy bởi máy bay không người lái Lancet và hệ thống tên lửa chống tăng ATGM. Dòng Leopard 2 được đánh giá mang lại tầm quan trọng đáng kể đối với Ukraine trong việc phòng thủ và ngăn chặn các cuộc tấn công từ lực lượng Nga. Những xe tăng này được cho là có nhiều ưu điểm hơn so với phương tiện từ thời Liên Xô, bao gồm khả năng quan sát, hỏa lực và bảo vệ, đem lại cho lực lượng Ukraine lợi thế trên chiến trường. Được biết, Leopard 2A6 trang bị lớp giáp bảo vệ tiên tiến bằng vật liệu gốm và thép hàn, cho phép phương tiện phòng thủ hiệu quả trước nhiều loại đạn khác nhau như tên lửa chống tăng và thiết bị xuyên động năng. Tuy nhiên, Nga đã phát hiện ra lỗ hổng của Leopard 2A6 là thiếu giáp phản ứng nổ. Điều này khiến xe tăng này dễ bị ảnh hưởng bởi điện tích định hình và đạn chống tăng có sức nổ mạnh chẳng hạn như Lancet.